chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Tân Cảng Decor. Mình là Bảo. Hôm nay thì bên mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng máy xịt rửa của hãng Easy. Mình xin giới thiệu đây là sẽ là một trong những dòng máy tối ưu hóa được cái sự tiện lợi trong cái nhu cầu sử dụng của mọi người. Thì bỏ qua những cái dòng máy siêu tiện lợi, siêu mini trên thị trường, thì đây là một trong những dòng máy có thể nói là tiềm cận cái phân khúc là bán chuyên nghiệp trong cái công việc là xịt rửa về xe, về tẩy rửa công nghiệp. Thì hôm nay bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái chiếc máy này. Thì đến với nhân vật chính, như trước mặt mọi người có thể thấy, thì cái máy này có điểm khác biệt đầu tiên, thì đây là một trong những con máy duy nhất trên thị trường sử dụng hai động cơ trong cùng một máy xịt. Như trước mặt mọi người đây, thì đây chính là cái công tắc. Đây là đang là off cấp 1 và cấp 2. Thì như những cái dòng máy phổ thông trên thị trường á, thì với cái công suất đầu ra thì nó chỉ nằm dừng ở mức độ 1 của cái con máy này thôi. Thì con máy này mức độ 1 với chế độ mà hãng cho rằng là tẩy rửa mềm, thì chúng ta có thể là vệ sinh hàng rào, vệ sinh ghế, sân vườn, và hơn hết là những cái chúng ta thường hay sử dụng nhất, thì chính là xịt rửa xe máy, xe ô tô và vệ sinh nhà cửa thông thường, thì nó chỉ mới dừng lại ở mức độ 1, và tiến thêm mức độ cao cấp hơn và chuyên nghiệp hơn thì là mức 2. Mức 2 này thì nó cho chúng ta một cái khả năng sử dụng là vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta có thể là sử dụng trong công việc là vệ sinh công nghiệp, tẩy rửa nền, gạch men, một số cái khu vực mà chúng ta bị dây bẩn bởi xi măng hoặc là dầu mỡ, thì cái cấp độ 2 này nó sẽ giải quyết công việc đó một cách rất là gọn gàng. Thì để mình đi sâu hơn về cái sự tiện lợi, tối ưu hóa tiện lợi, thì mình sẽ đi từ trên xuống dưới. Đầu tiên là khẩu súng. Thì như các bạn có thể thấy thiết kế của nó này, cái mọi thứ nó được thiết kế một cách rất là gọn gàng. Gần như chúng ta có thể là có một cái máy hoạt động một cách độc lập, sắp xếp một cách gọn gàng, một cách độc lập, không bị phụ thuộc vào những cái góc vật dụng khác. Thì súng cũng được thiết kế cái vị trí đặt súng một cách phù hợp nhất. Thì mọi thứ nó đều được thiết kế một cách rất là tiện lợi. Như đầu gài là đầu gài nhanh, dễ dàng thay thế. Thì cái đầu gài này thì là cái đầu gài phổ thông, thì giúp chúng ta có thể là tia cụp, tia xòe, như mọi người có thể sử dụng ở những cái máy phổ thông khác. Thì phần súng thì nó sẽ thiết kế cái phần này để chúng ta có thể quay tia xịt ngang hay xịt dọc. Cò thì là được thiết kế ở đây với cái nút khóa cò. Thì khi chúng ta có thể đây, nút khóa cò này là cái chế độ đánh tay á, là khi chúng ta khóa lại hoặc là khóa an toàn, thì khi giả sử như bạn đang sử dụng cùng vệ sinh ở nhà với con cái, thì để tránh cái tình trạng nguy hiểm thì chúng ta có thể là khóa lại. Thì khi đó thì các bạn sẽ yên tâm hơn khi con trẻ vô tình mà sử dụng phải. Ở đây là nút liên kết dây nguồn nước cấp nước ra đây. Thì hắn cũng nói sử dụng là cái nấu nhanh. Thì cái phần súng á, thì cái điểm đặc biệt của con này á là gần như mọi thứ thì người ta thiết kế một cách rất là gọn gàng và logic. Thì phần này như mình đã giới thiệu á, khi chúng ta có nhu cầu sử dụng qua cấp độ 2, thì cấp độ chuyên nghiệp hơn của cái dòng máy này, thì cũng như thiết kế mũi này, thì hôm nay cũng sẽ là cái nối nhanh. Thì các bạn chỉ cần đặt cái khe này vào cái khe này, đây là cái chế độ xịt đôi. Thì trong này á, thì theo như thiết kế của hãng, thì khi cái tia của nó đi á, thì nó sẽ tạo ra một cái luồng xoáy nhẹ để nó xoay cái tia. Thì các bạn có thể kết hợp giữa cái việc là tia xoáy và tia phổ thông để chúng ta có tối ưu được cái công việc của mình, là bằng cách chúng ta kết hợp giữa hai cái loại đầu. Cái nấu nhanh thì rất là chắc chắn và tiện lợi.
Thì với những cái bố trí như thế này, mặc dù nhỏ nhưng mà nó sẽ giúp chúng ta có thể có được cái sự là gọn gàng hơn trong cái công việc, cũng như khiến cho các bạn luôn cảm thấy yêu những cái món đồ nghề của mình. Thì nhờ vào những cái thiết kế mặc dù là nhỏ này, như bạn có thể thấy là nó sẽ rất là gọn gàng. Vì khi chúng ta cần tìm những cái này thì chúng ta chỉ cần lật ra và thay thế. Thì nếu như các bạn mà đã từng sử dụng những cái dòng máy, khi chúng ta khui hộp ra sử dụng lần đầu tiên thì những cái phần, những lần sau còn lại á, khi lấy máy ra chúng ta phải lấy dây này, cuộn dây kia, ABC các loại, rồi sắp xếp lại, thì lúc thì nó sẽ cuộn dây như thế này, cuộn dây như thế kia. Thì với cái phần mình đã giới thiệu thì đây là một những con máy mà nó tối ưu hóa cái sự tiện lợi. Thì đó, như bạn thấy khi mình sử dụng xong mình cắt súng một cách rất là dễ dàng. Để nói về sự tiện lợi thì đây, nếu mà bạn nào đã từng gặp phải cái vấn đề là khi chúng ta sử dụng dây chúng ta bị vướng, đúng không? Bị vướng, chúng ta kéo góc này góc kia bị vướng, rồi thu dây lại thì dây bị xoắn các loại ABC, rồi gặp dây gãy dây. Thì đây là cái vấn đề mà có thể chúng giải pháp gì giải quyết vấn đề của chúng ta một cách rất là gọn gàng. Thì cái phần này á, người ta thiết kế rất là hay, là trên đây là chúng ta sẽ có một cái móc, thì các bạn có thể móc ở đây, và sau đó sau khi cuốn dây xong thì chúng ta sẽ cố định lại để giữ cho cái máy chúng ta sẽ luôn gọn gàng, dây gọn gàng, thì tránh trường hợp là gãy, gặp dây gãy ống. Với cái công việc của mình á, khi đang sử dụng, thậm chí đôi khi các bạn phải kéo dây đi, kéo cái máy đi, thì đây là cũng là một trong những cái thiết kế mà mình cho rằng là bên hãng đã rất chú trọng đến cái nhu cầu sử dụng thông thường của mọi người. Thì chỉ cần một cái thiết kế nhỏ như vậy thôi, giúp chúng ta khi mà di chuyển máy á, có được cái tư thế kéo tốt hơn, sẽ giúp chúng ta có thể là di chuyển linh động hơn. Thì chỉ với một cái thao tác là nhấn nút thì chúng ta có thể là xếp gọn là được, cũng như dây điện thì khi cần chúng ta chỉ cần mở ra và kết nối vào nguồn. Thì cái dây điện này là nguồn fix 3 chấu. Đây, mình giả sử như vậy, thì với những cái dòng máy thông thường á, thì như mình á, nếu như mình kỹ, mình có một cái máy thông thường thì khi mình kỹ thì mình phải cuốn như thế này, rồi sau đó là mình sẽ cột lại và để bên cạnh cái máy nhỏ của mình. Nhưng mà với cái thiết kế này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm rằng là chúng ta đã có một cái vị trí cuộn dây điện rất là gọn. Thao tác thì vô cùng đơn giản đó, các bạn chỉ cần cuộn dây điện như vậy thôi. Thì khi mà dây điện của chúng ta được cuộn một cách gọn gàng như vậy á, thì nó sẽ giảm được cái tình trạng là gặp dây gãy dây. Thì với cái nguồn điện 220 thì cái sự mà chập hay là ngắt mạch thì rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta không có sử dụng đúng cách để khi chúng ta cắt sợi dây á, đôi khi là nó sẽ gây ra những cái vô cùng đáng tiếc. Thì cái việc mà chúng ta có thể gọn gàng được sợi dây này á, thì mình nghĩ mình đánh giá rất là cao cái vấn đề này. Thì sau đây thì cũng có một cái là bình xịt rửa, hãng cũng đã trang bị một cái bình xịt tạo bọt. Thì mọi thứ sẽ là vô cùng đơn giản, như mọi người thấy rất là vô cùng đơn giản và rất là gọn. À, cái phần dây này mình cũng sẽ giới thiệu thêm về phần dây này. Thì nó khác với một số cái loại liên kết khác trên thị trường á, thì như các bạn thấy á, đây là phần cái nối dây. Thì mình nói chi tiết này để mình sẽ lại thêm khẳng định một lần nữa về cái sự tối ưu hóa trong tiện lợi đó. Thì đây là cái nút, cái nối nhanh này, thì chúng ta chỉ cần gắn vào là xong, nó rất là nhanh và gọn gàng. Rồi, tay quay thì có thể gặp được. Tay quay thì có thể gặp được theo nhu cầu sử dụng.
Đến với cái chi tiết những cái phụ kiện đi kèm của bộ sản phẩm thì lại một lần nữa khẳng định là hãng đã trang bị cho chúng ta quá đủ. Thì chúng ta không cần phải mua dây nối, không cần phải mua những cái cu dê để xiết vào cái ống đường ống nước cấp của nhà chúng ta, thì mọi thứ đã được hãng chuẩn bị một cách kỹ càng. Dây thì là dây xu chống gập, có độ dài là 5m, đường kính trong là 12mm. Đây thì cách mà để chúng ta lắp đặt thì cũng vô cùng đơn giản, giờ gắn vào đây và chúng ta sẽ khóa lại. Và cái phần này thì hãng đã thiết kế sẵn rồi để chúng ta có thể là khóa vào vòi nước nhà chúng ta. Phần này thì rất là đơn giản. Đây thì trong này sẽ có một cái lọc, như mọi người thấy trong này một cái lọc này và một cái siêu su. Thì cái lọc này giúp cho chúng ta có thể lọc được những cái cặn mà cái nguồn nước mà mình đang sử dụng vô tình nó gặp phải cái sự dơ, thì cái này nó sẽ lọc đi để giúp cho cái việc mà cái nguồn nước vào máy nó được sạch sẽ hơn. Thì cái thao tác nó cũng vô cùng đơn giản là chúng ta vặn vào đây thôi. Còn cái phần này á, thì sẽ là kết nối với lại đường ống vào. Đơn giản là chúng ta chỉ cần gắn rồi xong, khi lấy ra chỉ cần rút vào như thế này, rồi gắn vào chỉ cần gắn thôi, cũng một dạng khớp nhanh. Còn đây là một cái chi tiết là cũng là khá đặc biệt, thì cũng là phần này cũng sẽ có lọc để chúng ta giúp chúng ta lấy ra được này và vệ sinh cái phần lọc trong này. Thì cái này là nếu như mà cái vị trí chúng ta thao tác làm việc nó không có được cái nguồn nước từ nước thủy cục thì chúng ta có thể là sử dụng một xô nước và đặt cái lọc này vào, thì có thể là xô nước chúng ta nó có cặn hoặc là nó bị sẽ trồi cái nổi này lên, thì cái phần này nó sẽ luôn luôn nằm ở dưới đáy và nó lọc những cái cặn bẩn đi và vẫn cấp nguồn cho chúng ta được, chỉ bằng một cái xô nước chứ không cần phải là nước thủy cục. Thì cái phần này thì hãng cũng tận tình là trang bị cho chúng ta là một chai xà phòng rửa, một cái khăn mềm và một miếng mút bọt biển. Thì cái này là nó cũng sẽ là theo chuẩn của cái việc là vệ sinh xịt rửa, thì có nghĩa là những cái phần này nó sẽ không bị gây chảy xước dâm như một số cái mút bọt biển mà phổ biến trên thị trường, nếu các bạn không biết vô tình mua phải. Thì mình cũng xin nhấn mạnh lại một lần nữa là đây là một trong những dòng máy có thể là tối ưu hóa cái sự tiện lợi trong sử dụng của mình. Nếu như bạn muốn một cái công cụ đem lại sự tiện lợi, sự khoa học cũng như là một cái vẻ gì đó là chuyên nghiệp và vui vẻ, thì mình nghĩ rằng đây là một trong những cái dòng máy có thể đem lại những cái điều đó. Thì như các bạn thấy đây, mình sẽ nói về cái thông số kỹ thuật cơ bản của cái dòng máy này. Thì cái dòng máy này có công suất đầu ra là 2800W, vỏ thân vỏ thì được thiết kế là nhựa cứng và chống nước. Thì cái áp lực tối thiểu là 63 và áp lực tối đa là 163, là một con số rất là khủng khiếp. Như các bạn có thể thấy về cái ngoại hình thì các bạn có thể thấy là tỷ lệ giữa mình và cái máy này, thì bạn có thể hình dung được cái máy này là một những cái máy rất là khủng đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đây, hiện tại thì bên mình vừa đem ra để dùng thử để cho các bạn cùng tham khảo cũng như là trải nghiệm. Thì sau khi kết nối tất cả các chi tiết lại với nhau này, đây là cái nguồn cấp cũng như là cái dây, đây sẽ lên cái súng này để quay anh Mão. Giờ mình tí xíu đó. Giờ mình sẽ bật ở chế độ cao nhất là dùng hai đầu tia dạng phun xoắn là dùng dễ tẩy rửa. Cái này mình khuyến cáo là ví dụ như mình phun rửa xe thì nên ở cái tầm xa tí xíu cho vì được cái lực rất là mạnh. Còn nếu các bạn mà vệ sinh thì mình có thể xịt trực tiếp, chứ còn mà nếu mà xịt xe thì nên ở hướng ra xa, ít nhất cũng phải tầm 2-3 mét gì đó để tránh cái trường hợp chốc sơn. Rồi bây giờ mình thử ra đó. Đó các bạn thấy kỹ không? Đó, tì xoáy đó. Nếu mà mình dùng những cái dòng thông thường thì nó một đầu thì mình phun sẽ lâu hơn tí xíu, còn cái này dạng xoáy, có lại hai chế độ, có hai cái tia ra,
Thành ra các bạn thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Có điều nó sẽ hơi hao nước tí xíu. Các bạn lưu ý là khi mình vận hành thì nên tránh xa nguồn điện để vừa đảm bảo an toàn ha. Còn trong video thì do hay là lát luôn bỏ cái bình xà bông vô xịt luôn ha. Để mình rửa sơ qua trước đã. Rồi. Mình quay cái này. Được chưa? Nói luôn với mọi người cái thao tác lấy dây rất dễ. Đây, còn ở đây là thao tác lấy dây nè. Đó, các bạn chỉ cần quay cái tay này thôi để cho nó đó. Mình để đây nè. Đó. Quay để nó nấu dài cái dây ta cho nó phù hợp, đừng có cho nó ra quá rồi mất công mà cuốn lại à. Giờ sau khi các bạn tháo cái bán súng ra thì bắt đầu mình gắn cái bình tạo bọt này. Tốt nhất là các bạn thêm một chút nước, sau đó mình bỏ bình tạo bọt hoặc là nước rửa chén cũng được. Đó, xong cái mình thêm một chút nước ở trong này để cho nó tạo cái độ loãng. Còn trên đây là cái nấm vàng. Đây. Cái này là cái nấm để điều chỉnh cái lượng bọt ra. Bây giờ mình sẽ thử lượng bọt cho các bạn xem ha. Đó. Đánh bóc luôn. Rồi, giờ bắt đầu mình xịt hết cái bên kia. Rồi các bạn cùng theo dõi nè. Quá tuyệt vời luôn. Sau hết cái công đoạn xịt bọt rồi các bạn có thể lau chùi rồi đó, rồi mình sẽ xịt rửa. Còn cái này mình review sơ thôi nên thành ra mình chuyển qua chế độ xịt nước luôn để kết thúc video. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đây là xịt nha. Thì mình đã rửa xe xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành cắt máy. Thì mọi người nhớ là khi mà chúng ta cắt máy thì chúng ta sẽ rải hết những phần nước thừa còn lại. Thì khi mà mọi người thu cái dây cuốn thì mọi người sẽ dùng một cái khăn như thế này. Thì chúng ta sẽ lót vào đây. Chúng ta sẽ lau cái đường dây đi. Thì khi chúng ta cuốn lại thì nó vừa sạch mà lại đỡ hư hại dây.
đó là chúng ta sẽ gài cái dây này lại. Tương tự với dây điện. Dây điện thì chúng ta nên lau sạch dây điện đi. Trong quá trình mà chúng ta di chuyển máy từ chỗ này chỗ khác thì dây điện nó sẽ dính cát. Cát bay ra dơ và bị hại dây. Nhanh và mọi thứ nó sẽ trở lại những tình trạng ban đầu, sẽ luôn luôn sạch sẽ và đẹp đẽ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.